Hồi trước họp ở công ty có nghe gì không? Em tới sao? Em đâu có nghe gì đâu. Thằng Minh nó không nói gì với mày à? Dạ không. Mày không biết thật hay là giả vờ không biết gì hả? Tao không rành mày thì ai rành mày chứ? Anh nói cái gì vậy? Em có giả vờ cái gì đâu. Nếu mày không biết thì tao nói cho mày biết luôn. Ông già nghe lời thằng Minh rút vốn bên công ty tao đưa cho nó điều hành công ty khác. Mày thấy sao? Em đâu có biết gì về chuyện làm ăn của mấy anh đâu, nên em đâu dám có ý kiến. Nó giỏi nó thông minh thì nó không tự xây sở đi. Lấy tiền tao làm gì? Tiền tao đâu phải là giấy đâu. Còn mày nữa, mày ngốc gì dừa thôi, bị nó lợi dụng kìa. Tối ngày chỉ biết yêu đương. Nếu mày không phải là con của ba, nó đá đít mày từ lâu rồi. Anh Đông, bộ tao nói không đúng, quan cho mày lắm hả? Mày mê cái vẻ bề ngoài của nó đẹp trai đó. Tao nhìn thấy mày và nó là tao chướng mắt lắm rồi. Mà mày ngu cũng đã đành rồi. Ông già hai thứ tóc mà cũng ngu theo nữa. Con trong nhà thì không tin, đi tin người dân. Trước sau gì cái ghế hội đồng quản trị cũng thua về tay nó à? Mày hài lòng không hả? Em đã nói là em không biết gì về chuyện của mấy anh hết, làm sao em có ý kiến được? Mày không có ý kiến gì hết hả? Nhưng mà mày để cho nó lợi dụng. Nó lấy mày để nó vô nhà này nó làm rể nè. Rồi cái quyền hành trong nhà này nó nắm hết. Tao riết rồi tao cũng đi làm công cho nó luôn quá. Bộ tao nói quan cho mày lắm hả? Hả? Suốt ngày khóc lóc chỉ để lấy lòng ông già thôi. Bây giờ ông rút lời lại là sao? Ngay từ lúc đầu chúng tôi rất muốn hợp tác với bên Thanh Cường, nhưng chúng tôi nhận được một thông tin. Lô hàng của cậu là nhập từ Trung Quốc về, có đúng gì không? Vậy thì sao chứ? Bên công ty của tôi không hề báo giá cao chút nào cả. Công ty tôi không thể nào ký hợp đồng với một công ty là mang thiếu trung thực như công ty của cậu, nên tôi quyết định từ chối hợp đồng. Cậu làm như vậy là hại uy tín tôi quá trời rồi. Nè, ông nói như vậy là không được. Bên công ty của chúng tôi chuẩn bị xuất kho rồi. Nếu mà bây giờ ông thay đổi là sẽ bồi thường đó. Bồi thường? Cậu là một đứa con nít mới vào nghề hay sao? Nếu công ty tôi chịu ký hợp đồng với cậu thì bây giờ tôi có đầy đủ chứng cứ để buộc cậu bồi thường. Vì hàng xuất xứ không đúng nguồn gốc, không đúng chính hãng, chất lượng lại kém, khi đưa ra pháp lý e rằng á cậu bồi thường cho tôi rất nhiều nữa đó. Ông chào cậu, chúng ta không còn sự hợp tác nào nữa. Nè, muốn chơi thằng này hay sao á? Có phải cậu là người tôn tin với bên Hưng Pháp phải không? Anh nói bậy cái gì vậy? Anh đừng có vu khống cho tôi. Cậu không nói thì còn ai nói nữa hả? Họ mới vừa gọi hủy hợp đồng với tôi rồi kìa. Họ đâu có giỏi đến mức biết đó là hàng của Trung Quốc. Anh tưởng ông Phát là con nít lên ba sao? Trước khi ký hợp đồng với anh, ông ta không biết điều tra chắc. Anh đừng có tưởng ai anh cũng dễ qua mặt. Cậu hãy coi chừng, đừng để tôi đuổi giết cậu nghe chưa? Nếu mà anh muốn, tôi sẽ làm đơn ngay bây giờ gửi cho anh. Ok? Cậu nói cái gì? Nếu mà anh muốn, tôi sẽ nghỉ việc liền. Mày giỏi lắm. Tưởng thằng này bỡ hả? Alo, anh Minh hả? Em báo cho anh một tin vui. Bên công ty Hưng Phát vừa rồi gọi điện qua là ngưng ký hợp đồng. Việc tiếp theo là của anh đó. Em hả? Rất thích cái mặt giận dữ của anh. Em báo cho anh biết, phải cho nó thất bại vài lần nữa để cho nó bớt láo. Dạ, có gì anh em mình gặp sau. Dạ, bye bye anh. Vô đi. Em định qua báo cho anh một tin mừng đây. Anh ngồi đi. Ừ. Bên Hưng Phát đã từ chối ký hợp đồng với bên Thanh Cường rồi. Tôi cũng mới vừa biết tin này nè. Tôi cũng định qua nói với cậu. Qua bên đó nghe đi. Em biết em sẽ phải làm gì mà. Hình như em có nói em phải ký được hợp đồng này. Cậu không làm tôi thất vọng. Sau cái hợp đồng này cậu sẽ có thưởng đó. Cố gắng lên nha. À mày nè, cậu cũng đừng có chủ quan quá nghe. Tuy rằng ông Hưng Phát từ chối ký hợp đồng với Thanh Cường, nhưng cũng không nghĩ là ông sẽ ký hợp đồng với công ty mình đâu. Anh không tin tưởng em hả? À không không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Ông Phát á, ông là một con người không có dễ dãi nghe. Nhất là ở trên thương trường á. Điều này thì tôi đã hiểu quá rõ. Anh đừng có lo quá.
Nói thiệt với cậu, cậu qua bên anh làm việc á, thì tôi như hổ mọc thêm cánh vậy. Còn cái chuyện mà công ty mình sẽ phát triển tới tầm cỡ á, thì là cái chuyện sớm muộn thôi à.